một buổi sáng tâm lan của em đây các bạn. Đây kiều này, đây gặp được một ít chị điệp của Quảng Bình này, chị điệp Minh Họa. Lá đẹp cực kỳ luôn, đây rất nhiều ký nữa, nhưng mà trổ hóa rồi, năm nay là không ra hóa thì vậy, đây không thể có mâm hóa nào, thấy toàn ký thôi. Ở đây thì được 1, 2, 3, 4, 5, 5 thân. Đây, nó có khóm này, khóm này riêng ra thế này, thân lá hay hơn này. Đây, toàn là ký cả, chưa thấy cành nào ra hoa cả. Đây, loài này thì ký năm 2. Đây, ký đây. Cái này sẽ để nối một thân tứ dài vừa một ký vừa để nối. Ở Quảng Bình thì chủ yếu là phi điệp hàng mọc theo cả là mọc đá vôi thôi các bạn ấy, chứ không mấy khi mà có phi điệp hàng mọc trên cây đâu. Đây là kiều, kiều tím hồng Quảng Bình ấy. Sáng nay được 4-5 khóm kiều, một ít lá na gấm, về một vài cây kiểm nữa. Đây kiểm tiên vụ đây. Sáng nay thì gặp toàn cây đẹp thôi ạ. Tiên vụ thì thân lá đẹp lắm, dây cũng là ngắn. Sáng dưới con mấy đứa kêu phía dưới này, tí này xuống nhặt luôn. Đây phía dưới kia là núi sông. Một cái thập hóa nữa, đây dưới kia rồi, mấy cái thập hóa to dưới kia. Để em đi tìm thêm tí nữa đây, có gì hay em quay thêm cho các bạn xem các bạn nha. Chào các bạn ạ.